Đạt ơi, con đang cầm gì thế? Đang cầm gì chắc nghe cô. Thế nọ này là nọ gì nhỉ? Ở trung mùa ấy. Nước muối để làm gì nhỉ? Cái này tôi ở đây. Thế á? Đông. Nhà chị. Bên đông. 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 Đông cúc tay. À, nghĩa là lấy cái nọ thuốc này cho vào đây đúng không? Cho 2 đến 3 giọt vào đây này, xong để giọt vào mũi cho đỡ đỡ gì nhỉ? Đặt đỡ bị làm sao nhỉ? Tớ chua. Đỡ bị ngạt mũi nhỉ? Ông tớ chua. À, đỡ cay. Đỡ cay đúng không? Để xịt vào để làm gì nhỉ? Hết Cháu nói nhà trọ. ngạt thở gì nữa, hết ngừa mũi đúng không? Ông ít nhà trọ. À, hết ngạt thở à? Rồi, thế một ngày mình giỏ mấy lần con nhỉ? Tối nền. Ui sao 3 lần. 3 lần thôi. Sáng, trưa và tối đúng không? Thế Đạt gì thế? Đạt có ngủ ngon không nhỉ? Đúng rồi. Các bạn mà muốn khỏi mũi thì dùng gì nhỉ? Thì dùng đến này à. Dùng thuốc này. Là thuốc gì nhỉ? Xịt Có gà tô. xoang ha cô. Thì trang gà tô. Bạn nào mà muốn chữa khỏi viêm mũi, viêm VA như Đạt, đỡ ngạt mũi như Đạt thì hãy sử dụng xịt xoang Haco hàng ngày nhá. Đúng không? Rồi, bye bye các bạn đi. Bye bye. Đây là 2 sản phẩm mà đối với cái mùa thay đổi thời tiết như thế này, hoặc là mùa đông, hoặc là qua thu mà sang đông, hay lúc nào mà thay đổi thời tiết thì bé nhà em luôn luôn dùng. Mẹ ở trong Và nhà nó đạt ở hiệu quả cực kỳ tốt luôn. trọ. Mẹ ở trong nhà trọ. Ok, thế nào để nhỏ nhá. Đây đây cái thuốc này là em đã cho cái xịt xoang vào rồi, em đã cho 2 đến 3 giọt xoang này vào rồi đấy. Đúng rồi, con tự nào. Ngửa mũi để mẹ nhỏ nào. Đây, khi mà những em bé ấy thì có thể là em ấy hơi sợ cay. Thế nên là sẽ dùng cái này. Sẽ dùng chuyện này thì bé sẽ rất chi là dễ và hợp tác. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ những bé mà bị viêm mũi hay là mọi người bị viêm xoang viêm mũi ấy, thì đầu tiên chúng ta giỏ vào ấy, khoảng vài ngày sau, và có những người nặng thì khoảng hết một hộp đến hộp thứ hai thì bắt đầu nó sẽ có tình trạng đấy là rỉ muối hoặc là loãng đờm ra. Thì khi đó thì chúng ta sẽ nó sẽ bị khoảng 2-3 ngày, 2-3 ngày đấy. Thế nên là chúng ta lúc đấy chúng ta đừng có hoang mang, mà chúng ta hãy cứ kiên trì với nó đi. Tại vì lúc đấy là nó đang thích ứng với thuốc, nó đang giúp cho làm loãng cái đờm ở trong cái khoang khoang xoang của chúng ta ra. Thì lúc đó thì chúng ta mới có thể khỏi bệnh được nhá. Tạm biệt mọi người.